Hải Ninh ơi, cho hai quả thôi. Hải Ninh ơi, Hải Ninh lớn rồi, Hải Ninh không chơi được những trò cờ trẻ con nữa rồi. Ôi ở đấy, ôi đi vào đây còn bấm cả đầu. Chín chưa, chín chưa? Chưa chín ăn sao? Hải Ninh bây giờ bắt đầu vào đây rồi. Mì ơi, mì ăn ồn nên mì cho ba ăn ớt cay à? Ớt cay à? Hải Ninh có nhớ là cái chỗ này ngày xưa Hải Ninh đã từng chơi không? Còn đến đây ấy, đến chỗ này ấy. Lần cuối cùng con đến là con cao ở đây. Nhưng mà đây là nhà khác rồi, không phải nhà đấy đâu. Okay. Ok đi thôi. Bây giờ sẽ hôm nay quay video này xong về anh sẽ cho các bạn xem một gọi là một cái sự so sánh giữa Hải Ninh hồi bé và Hải Ninh hồi lớn. Hồi bé thì Hải Ninh có thể chơi được tất cả các trò chơi này và có khi cái này bước qua còn rất là khó khăn, nhưng mà bây giờ thì có nhiều trò chơi Hải Ninh không thể chơi được nữa. Mạng con si như thế bây giờ cũng dần dần chỉ năm nay sang năm là sẽ không chơi được những trò chơi này nữa, bởi vì mạng con si sẽ lớn lên. Hải Ninh ơi, xếp nó phải có ý nghĩa chứ, không phải xếp cao nhất đâu, xếp phải thành ngôi nhà chứ, hoặc thành cái hình gì chứ. Hải Ninh không biết chạy đâu mất rồi nhỉ. Hải Ninh bây giờ cảm thấy buồn vì mình cao quá, lớn nhanh quá. Lớn nhanh thì cũng thích nhưng mà lớn nhanh quá bây giờ mất tuổi thơ các bạn ạ. Hải Ninh đi vào cái nhà hoa quả thì bắt đầu đấy. Cái gì đấy con? Này đi đâu ấy, đi đâu ấy? Hả? Trứng. Đến chỗ nào? Như nào? Nhưng mà chơi như nào? Hả? À vừa qua những người vật, ai phải đi trước người chiến thắng gì? Từ từ. Từ từ. Cái gì? Ủa nè, ôi đồ nhà. Ồ, các bạn nhỏ ta đang chui ở trong đây. Đúng rồi, mi bảo mi lắm mà mi không cần phải cúi. Ơi, đâu? Ái, Hải Ninh. Hải Ninh ngồi nhờ. Hải Ninh ơi, Hải Ninh ngồi đang vừa cái đấy nữa. Con vừa à? Ôi, An ơi, An cố gắng ngồi đây. Chỉ khác năm là An sẽ không ngồi vừa cái này nữa đâu. Nhớ. Ok đi. Mọi người, hả? Cái gì đây? Cái gì đây? Ok. Các bạn nhỏ của chúng ta. Ok. Hai người đi bên này mình kia sao? Trời ơi. Thế á? Rồi ok. Đây cũng nằm ở ô chơi cát quen thuộc của Hải Ninh lần trước. Ơi. Cái gì? Chưa đi còn chuột. Ơ khoan. Chưa biết đặt khoan rồi bạn. Ôi. Qua rồi cái Hải Ninh. Hải Ninh nhanh như con sóc ấy. Chưa biết luật, chú con này. Luật chơi như là phải rõ ràng thì ta mới vẫn thắng bại được chứ. À. Như nào phải chạy đường như nào chứ, vòng vòng này chứ, như nào trò chơi kiểu gì đấy. Bây giờ là chơi chạy từ đây xong đi qua các thứ ngại vật trượt ngồi trượt cái xuống xong về đây là thắng à. Rồi ok à. Thôi thực ra trò chơi này bây giờ rất là công bằng, bởi vì nếu mà Hải Ninh lớn thì Hải Ninh nhanh, nhưng mà có những chỗ bé Hải Ninh không chui qua được nên Hải Ninh vẫn bị liệt chứng ngại vật nhở. Hả? Quay lại đây, đây bên này là chiến thắng nhá. Chưa đâu. À khoan, còn bạn có gì nghĩ ai là người chiến thắng? Con nghĩ con có phát biểu cầm được. Khán có gì chiến thắng không đấy?
Đấy vì Hải Linh nhớ này nhưng không chui qua được, hiểu không? 1, 2, 3 bắt đầu. Ok, xong ai là người sẽ về. Đấy, mì chọn cách đi nơi khác. Lâu rồi, ôi rồi, còn bạn cũng có riêng đầu tiên. Cố lên, cố lên. Ôi rồi, hãy ăn. Ôi rồi. Ai sẽ là người về đầu tiên? Hả? Ai là người về đầu tiên? Ôi, hãy ăn không phải người về đầu tiên à? Mì bị lạc nhưng mà chưa về được. Mì về sau cùng à? Đi từ đây vào nhà Phao. Nhà Phao đâu? Nhà Phao đâu? Bàn nhún ok. Mình sẽ đợi ở bàn nhún nha. Các bạn nhỏ ra đây chạy vòng tiếp theo. Ai sẽ là người vào bàn nhún đầu tiên? Và một xí lúc nào cũng rất là nhanh. Đấy. Đầu tiên ok. Một xí rồi. Hải An là người thứ hai. Ok, vào đi. Bàn nhún này quá đông người. Hải An nhảy xuống cho con sập cái bàn nhún này luôn đi. Hạ xuống bàn nhún cho sập luôn đi. Vào đi, Mi ơi, vào đây đi. Vào đi. Rồi, ba bạn nhỏ ta đã vào bàn nhún rồi. Tuy nhiên Hải Ninh thì mãi không thấy vào. Hải Ninh bây giờ lớn rồi, không thể nhanh nhẹn như các bạn hồi nhỏ nữa. Và Hải Ninh lần này về bếp. Bếp gì? Khu nào? Thế bây giờ mình đi ra mình mua cái này, mua vé bên đấy à? Thế sao con bảo? Hả? Thế sao con không bảo là đi sát bên đấy, nó mua bên này? Bên kia mới hơn, bên này cũ hơn đúng không? Bên này không có gì. Hả? Bây giờ còn 80.000 nữa đủ mua không? Mi bảo là sang bên kia chơi cát kìa. Sang kia chơi cát đi. Ok, Linh ơi, đi chơi cát đi. Hải Linh chơi bàn nhún của mình nhá. Hải Linh nhảy kia, theo đất gió nó thử tung ấy nhá. Ok, bấm bên trên con cá sấu. Cá sấu ai đầu bấm bên? Hải An tai nạn. Hải An bật quá nên là ok kìa. An con đúng cái đấy hảo dần. Ok đi vào chứ cát đi. Cát đấy, cái đấy là chả vẫn cát nhưng mà nó là cát đấy. Ngô cát ok. Ok, bạn con gì sẽ chọn cho mình một cái trong chóng ok. Đúng rồi, thả vào. Ta không quay ấy. Hải Ninh ơi, Hải Ninh khéo mày, Hải Ninh chào nữa bám đầy mông nhá. Đây, vô đây nó đông thế này vào sao được bắn. Mi đâu rồi? Mi ơi, Mi vào góc kia đi. Ôi, cả nhà vào đấy đi, bố ở ngoài này. Bố không vào.